Thưa quý vị, vào chiều ngày 26 tháng 7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội để về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Ngày hôm nay 26 tháng 7 là ngày thứ hai tổ chức lễ quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau lễ viếng, tiếp tục được tổ chức từ 7 giờ đến 13 giờ, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ an táng vào lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Dự kiến linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia tới Nghĩa trang Mai Dịch qua các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đoạn từ cửa Nam đến Trần Phú, Sơn Tây, đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Đào Tấn, đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Để phục vụ quá trình đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua nhiều tuyến phố thủ đô để về Nghĩa trang Mai Dịch, Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông. Cụ thể, từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến phố Huế, Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, D401, Ngô Thỉ Nhậm, Lê Thánh Tông. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô và cấm triệt để các phương tiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng trên các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đoạn từ cửa Nam đến Trần Phú, Sơn Tây, đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Đào Tấn, đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 26 tháng 7, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, hoạt động trên một số tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, đoạn từ Trần Thái Tông đến Trần Đăng Ninh, đoạn từ Cầu Giấy đến Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền đến Thiền Quang. Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ lễ quốc tang, yêu cầu tất cả các đối tượng tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9 ha, là nơi an nghỉ của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước. Nằm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nối quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây, Nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội và cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang, sau đó ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Nghĩa trang Mai Dịch được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9 ha để quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của thành phố Hà Nội. Năm 1982, Nghĩa trang được chỉnh trang quy hoạch các khu mộ để an táng các cán bộ cao cấp. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, và tang lễ sẽ được cử hành theo nghi lễ quốc tang hay các cấp nhà nước.
từ năm 1993 đến năm 1995, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đầu tư vào cải tạo và xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nghĩa Trang. Hiện tại, Nghĩa Trang Mai Dịch Hà Nội là nơi an nghỉ của 1.224 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ cấp cao. Các phần mộ được phân chia khu vực rõ ràng. Thẳng cổng chính vào là các phần mộ của vị nguyên Tổng Bí Thư, Ủy viên Bộ Chính trị như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Tố Hữu. Theo sơ đồ của Nghĩa Trang, các nhóm mộ được phân ra thành các khu vực khác nhau như nhóm mộ các tướng lĩnh trong quân đội, công an, khu vực dành cho các văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Phạm Huy Thông, Trần Hoàn. Công viên Nghĩa Trang Mai Dịch được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây tường rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Tại phần mở rộng, quy hoạch nơi an táng liệt sĩ khoảng 500 mộ, quy hoạch nơi an táng cán bộ cao cấp khi qua đời. Diện tích còn lại bố trí làm vườn hoa, thảm cỏ và đường nội bộ, chiều rộng mặt cắt đường khoảng 4,5 mét. Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012, Chính phủ Việt Nam quy định các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa Trang Hà Nội. Đó là các ủy viên Trung ương Đảng trở lên, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang. Phần khu vực Nghĩa Trang Cầu Giấy bao gồm 1.228 mộ liệt sĩ vô danh ở phía sau, 394 ngôi mộ của những người nổi tiếng được bố trí dọc theo hai bên tượng đài Tổ quốc ghi công. Hàng rào ngoài hướng ra trục chính, hai bên mỗi bên 10 hố mộ. Các phần mộ khác bố trí theo chiều ngang so với trục chính. Trước phần mộ các liệt sĩ vô danh, riêng một hàng ngang nằm dọc theo phía trước cạnh hai hồ nhỏ. Một mộ thường rộng hơn 2 mét, dài gần 3 mét, có thảm cỏ xanh đặt chính giữa. Trên mỗi lưu hương của các nhà cách mạng đều được gắn ngôi sao vàng quyết thắng. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Tại thành phố Hà Nội, từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm các loại xe ô tô có trọng tải từ 10.000 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 40 chỗ trở lên, trừ các xe ô tô phục vụ lễ quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Tuyến phân luồng các phương tiện tạm cấm lưu thông như sau. Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, đi qua quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, qua cầu Thanh Trì đến nút giao Pháp Vân, đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hoặc đến Hưng Yên, cầu Yên Lệnh hoặc đi đường cầu Hưng Hà, đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và ngược lại. Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Bắc Giang qua quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đi quốc lộ 1A qua cầu Phù Đồng đến nút giao Ninh Hiệp, đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hoặc quốc lộ 1A và ngược lại. Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc từ quốc lộ 1A đi quốc lộ 18 Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 1A đến nút giao Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc rẽ quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình qua cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh, quốc lộ 32, quốc lộ 21, đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình và quốc lộ 21A, tỉnh lộ 424, quốc lộ 21B, quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và ngược lại.